Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Trong thế giới bóng đá thời hiện đại, khi thành tích của đội bóng là thứ được ưu tiên đặt lên hàng đầu, các nhà quản lý luôn tìm mọi cách để tạo lợi thế cho đội bóng của mình. Xu hướng mới nhất có thể kể đến như thuê các chuyên gia phân tích số liệu hay huấn luyện viên ném biên. Không chỉ trên sân cỏ, các huấn luyện viên đương nhiên còn quan tâm đến chế độ sinh hoạt của các cầu thủ và quan hệ tình dục cũng nằm trong số đó. Tờ Daily Star đã nêu dẫn chứng về 5 huấn luyện viên danh tiếng từng áp dụng quy định cấm quan hệ tình dục đối với các cầu thủ của mình. Chúng ta hãy cùng xem đó là ai và kết quả của quy định đó như thế nào nhé. Fabio Capello, chiến lược gia nổi tiếng người Ý từng dẫn dắt câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Milan, Juventus hay cả Real Madrid. Tại World Cup 2010, giải đấu lớn duy nhất trong thời gian ông dẫn dắt đội tuyển Anh, Capello đã cấm tiệt các cầu thủ tam sư quan hệ tình dục với vợ và bạn gái. Ông cho rằng cần hạn chế cầu thủ tiếp xúc với người thân của họ để tránh làm họ phân tâm. Kết quả của quy định này như thế nào? Thủ môn Rob Green mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua để chia điểm đáng tiếc trước Mỹ tại vòng bảng. Dàn sao tuyển Anh cũng thi đấu với một tinh thần rệu rã, thiếu gắn kết và để thua trước tuyển Đức tại vòng loại trực tiếp đầu tiên. Kết quả, đội tuyển Anh phải rời bỏ World Cup một cách đầy đau đớn. Hernan Dario Gomez, chiến lược gia người Colombia. Hernan Dario Gomez thành công dẫn dắt đội tuyển Panama đến với kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này. Đến với World Cup 2018 tại Nga, ông rất nghiêm túc và làm mọi thứ để các cầu thủ có được thể trạng tốt nhất để thể hiện, bao gồm cả việc cấm cầu thủ quan hệ tình dục. Hậu vệ Harold Cummins của Panama tiết lộ, chúng tôi bị hạn chế bởi những quy định do huấn luyện viên đặt ra. Nó giống như tất cả các đội tuyển quốc gia khác, lệnh cấm quan hệ tình dục là một trong số những điều chúng tôi phải thực hiện. Nhưng về kết quả thi đấu của Panama thì cũng chẳng ai ngạc nhiên vì là một đội tuyển yếu lần đầu đến với sân chơi thế giới, Panama thua cả 3 trận vòng bảng và đương nhiên không thể bước tiếp vào vòng loại trực tiếp. Tuy vậy, huấn luyện viên Gomez vẫn cho rằng hai cầu thủ ghi bàn cho Panama ở World Cup là nhờ lệnh cấm quan hệ tình dục của ông. Miguel Herrera mang quốc tịch Mexico, ông là huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia nước nhà tại World Cup 2014, viết tiếp giấc mơ khi còn là cầu thủ. Không chỉ cấm cầu thủ Mexico quan hệ tình dục, mà còn cấm họ uống rượu và ăn thịt chưa chín. Ông nói với báo giới rằng, nếu một cầu thủ không thể chịu đựng được một tháng hoặc 20 ngày không quan hệ tình dục, họ chưa chuẩn bị sẵn sàng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Hãy tập trung chơi ở kỳ World Cup này, chúng tôi không đến đây để tham dự một bữa tiệc. Tại kỳ World Cup năm đó, Mexico đi tiếp trong bảng đấu gồm Brazil, Croatia và Cameroon, nhưng lại để thua sát nút Hà Lan ngay vòng knockout đầu tiên. Joachim Löw, tài năng của huấn luyện viên người Đức là không còn phải bàn cãi. Bí kíp chiến thắng của ông luôn luôn thay đổi cách vận hành đội bóng để tốt hơn. Tuyển Đức xuất sắc vô địch World Cup 2014, nhưng ngay kỳ World Cup tiếp theo, Löw vẫn muốn thay đổi cách tiếp cận giải đấu của đội bóng. Ông cấm các cầu thủ của mình quan hệ tình dục trong thời gian diễn ra giải đấu, điều chưa từng có trước đó. Không chỉ vậy mà còn cấm luôn việc cầu thủ gặp người thân. Kết quả của đội tuyển Đức năm đó thì ai cũng thấy rõ, từ đương kim vô địch, Đức để thua trước Mexico và Hàn Quốc, muối mặt sắp vali về nước ngay từ vòng bảng. Pep Guardiola. Pep là một huấn luyện viên đại tài với bộ óc vĩ đại bậc nhất lịch sử. Ông là huấn luyện viên cấp câu lạc bộ duy nhất cấm cầu thủ của mình quan hệ tình dục. Cựu cầu thủ Manchester City, Samir Nasri tiết lộ với L'Equipe rằng một trong những quy định đầu tiên của Pep Guardiola ở đội chủ sân Etihad là cấm các cầu thủ quan hệ tình dục vào đêm khuya. Thành công của Man City từ khi Pep đặt chân đến là điều không thể bàn cãi. Họ gần như thống trị nước Anh, nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu các cầu thủ có thực sự tuân thủ lệnh cấm của Pep hay không, và chẳng ai biết được điều đó. Phía sau các lệnh cấm cầu thủ quan hệ tình dục. Về vấn đề quan hệ tình dục trong thời gian diễn ra các giải đấu, một số huấn luyện viên dứt khoát nói không, chưa bàn đến chuyện đúng sai, khoa học. Nhưng ngôn ngữ mà những nhà lãnh đạo đội bóng sử dụng thường liên quan đến làm xấu hổ, phỉ báng hoặc loại trừ phụ nữ ra khỏi thể thao. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc cấm quan hệ tình dục sẽ giúp cầu thủ thi đấu hiệu quả. Lệnh cấm sex
được các huấn luyện viên đưa ra dựa trên niềm tin không chính xác về việc phụ nữ phá đàn ông. Họ cho rằng nữ giới kìm hãm năng lượng, sức mạnh của các vận động viên nam. Có những đội bóng cấm tiệt chuyện quan hệ tình dục, nhưng có những nơi coi phụ nữ như phần thưởng để khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Tại World Cup 2014, tuyển Costa Rica và Hàn Quốc được cho rằng các cầu thủ chỉ được tham gia vào các hoạt động tình dục sau khi đạt được các mục tiêu nhất định như thắng trận hay lọt vào vòng trong. Khi đó, các liên đoàn đã coi phụ nữ như một phần thưởng hay là danh hiệu dành cho các cầu thủ. Điều đó không khác nào coi phụ nữ là đồ vật để rồi tạo ra bạo lực tình dục. Sepp Blatter, cựu chủ tịch FIFA từng nói năm 2014, bóng đá thuộc về đàn ông. Các phong trào ủng hộ phụ nữ lên tiếng chống lại quấy rối, bạo lực tình dục nổ ra ở nhiều lĩnh vực nhưng vẫn chưa thực sự có tác dụng ở bóng đá. Các liên đoàn bóng đá vẫn tạo ra những giải đấu cho phụ nữ, nhưng chủ yếu môn thể thao vẫn do nam giới thống trị và phần nữ giới không được đầu tư nhiều. Hãy chào đón phụ nữ đến với bóng đá nhiều hơn, điều đó sẽ làm giảm bớt văn hóa hiếp dâm xung quanh môn thể thao này. Những niềm tin lỗi thời về giới tính chỉ biến mất khi nam và nữ đều được trao cơ hội như nhau. Vừa rồi chúng ta đã cùng được xem tổng hợp 5 huấn luyện viên áp dụng quy định cấm quan hệ tình dục lên cầu thủ và những điều liên quan đằng sau quy định này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá thế giới nha.